111, đèn LED sáng nhất Việt Nam. Qua thực tế sử dụng, nhiều ngư dân thắc mắc về độ bền của chiếc quạt và phương pháp làm thế nào để chiếc quạt hoạt động bền bỉ trong điều kiện sử dụng ngoài trời trên biển. Điều đó sẽ được làm sáng tỏ qua thí nghiệm sau đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá sự khác nhau giữa hai mẫu quạt này. Xem là nhìn bề ngoài thì chúng có vẻ rất là giống nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cùng mở xem ruột bên trong khác nhau như thế nào. Nhất chúng ta cùng xem mẫu quạt này. Với mẫu quạt này chúng ta sẽ thấy là cuộn dây chưa được đổ. Với mẫu quạt này có thể khi mà chúng ta để ngoài trời mưa thì nó có thể hay gặp trục trặc. Còn với mẫu quạt này chúng ta sẽ thấy ngay đây là các cuộn dây được đổ rất đặc. Với mẫu quạt này thì chúng ta có thể là để ngoài mưa và thậm chí là ngâm nước được mà không có gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm xem là khi mà nhúng cái mẫu quạt này vào nước thì nó có chịu được không. Chúng ta sẽ có một chậu nước ở đây và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem mẫu quạt này có chịu được khi mà cho vào nước hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm. Thấy là quạt này có thể xé được nước rất khỏe. Và với việc đồ đặc như thế này chúng ta có thể chạy cả ngày ở trong, thậm chí là hàng tuần ở trong nước nhưng không vấn đề gì. Và ngay cả các chúng ta thấy là quạt này rất khỏe. Ta sẽ cùng ngâm ở đây và chạy trong 24 tiếng để xem sau thời gian đấy nó có gặp hiện tượng gì không. Trên đây chúng ta đã có được cái nhìn tổng quan về đèn LED 111, thấy được những ưu điểm rất đặc biệt so với các loại đèn LED khác. Và với những nỗ lực không ngừng trong những năm qua, chúng tôi cam kết luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho ngư dân Việt Nam. Đèn LED 111, đèn LED sáng nhất Việt Nam.